Tại vì Huy rất là xui. Quy là chồng chui với người mùa nào cũng chui, mùa này cũng vậy, thấy Quy là rất là chui luôn nha. Thay trắng đổi đen luôn á. Em đã đi rất là nhiều những ngôi đền Nhật Bản đấy. Xin may mắn, xin lộc. Nào, hơn liền, nào, hơn liền. Ủa, ra sao nhức đầu quá vậy? Ủa, ra sao nhức đầu quá vậy? Quay ngáy quá. Quy là chui nè, còn anh là bị gì ta? Anh là ê, anh không đàn thiếu gì là bệnh nha. Mạnh không? Sao bữa mới nói anh mày thật gì mà? Em chỉ thấy là em nên cải thiện, em chưa đủ nặng với lại. Chưa đủ. Ghê quá vậy. Còn hiếu là mùa trước là hư quá. Đúng rồi. Mùa này em được kiềm chế lại. Em thấy em chưa có đủ hư, em phải còn phải hơn thua với Lâm nhiều nữa, phải hơn thua với Lâm nhiều nữa, mùa trước định nhiều hơn Lâm nữa. Như là thôi thôi, con này láo. Con này láo. Còn chú Sáu, chú là người ngoài thì sao? Đúng rồi. À, bây giờ mùa một thì chú cười chú vui lắm. Mùa hai chú ngồi nhiều hơn. Mùa hai chú hứa là chú sẽ cười la hoan hơn. Nhưng mà hiện tại khán giả đã thương mình rồi thì cũng sẽ thương nữa. Với lại mùa 2 này mình trở lại có một cái việc khác khác, mình chỉnh chu hơn, mình cũng tập trung hơn. Thì mong quý vị ủng hộ chương trình của tụi em tiếp tục vào tối ngày hàng tuần lúc 20:30 trên HTV7 và đồng thời chiếu trên siêu ứng dụng giải trí video chương trình 2 ngày 4.